Đó. Còn cái chuyện mua là giữa hai chị em nói chuyện với nhau là muốn mua loại nào tôi mua loại đó, nhưng mà chị đảm bảo là cái loại nó ngon, ngon và gửi qua bển là chất lượng vẫn còn trên 99% là được đó. Cái đó là cái yếu tố yêu cầu thôi, chứ còn lựa loại lớn loại nhỏ hay như thế nào là cái đó là giữa chị Kim với lại vợ Tuấn lựa đó. Wow, 1,3 triệu đẹp chưa, cái màu của nó rất là chung thật luôn đó, quá xa đẹp. 1,3 triệu nha. Hùng mới tin luôn hả? Đây em lấy con này bằng bàn tay không? Này bàn tay của Nhung rồi. Ok, tươi luôn ha. Rồi lấy cho chị đi em. Đuối, bữa tớ có mua con khô cá đuối nó rất là to, nó nằm ở đây nè. Không, con này còn nhỏ, con hôm bữa của em mua nó to hơn, nó vòng tròn hơn. Ừ, đỡ em mua của anh luôn á. Cái con to lắm. Con này là có xương, cá hiều có xương, còn này là cá hiều không xương. Nhìn nó cũng giống giống nhau ha. Gương mặt nó làm lỗ tiền của tôi à, gương mặt nó làm lỗ tiền của tôi. Thùng hàng 21 kg mà nó sau khi đóng thùng xong chưa kịp dán băng keo là đến 24 kg rồi nè. Đó thì đây là cái video là gọi là Lê Tuấn Auto là khóc gồng mà, đúng không? Rồi hôm nay là Tuấn đi chợ Bình Điền mua khô. Đây chợ Bình Điền ha. Tuấn đi chợ Bình Điền mua khô cá cho cô Kim, chị Kim. Tuấn đi chợ Bình Điền mua khô cá cho chị Kim nha. Đó, Tuấn quay lại cho cô chú anh chị mình xem. Chị Kim là ở Úc. Đó, chị Kim là ở Úc. Em cứ chạy thoải mái đi em. Chạy thoải mái không sao đâu. Máy này nó quay đã lắm. Đó, nay Tuấn đi chợ Bình Điền mua khô cá cho chị Kim ở Úc. Chị là mới gọi Tuấn cách đây 2 bữa. Cách đây 2 hôm chị gọi cho Tuấn á. Chị kêu Tuấn là Tuấn ơi, chị muốn mua khô cá. Thì lúc đầu chị tính mua có 7 kg à. Sau đó mình cũng phân tích cho chị là nếu mà mua 7 kg thì cái nó gửi nó cũng tương đối là bằng với 21 kg. Thế là thôi chỉ mua luôn 21 kg khô cá. Đó. Nhiều lúc đó, bên Tuấn này dịch vụ thì 7 kg 1 kg Tuấn cũng gửi nha mọi người. 1 kg mấy anh chị mua Tuấn vẫn vui lòng gửi cho mọi người hết. Bên Tuấn gửi đi Úc chỉ có mất khoảng 3 đến 5 ngày là hàng tới nơi rồi. Đó. Hôm nay là đi mua khô cá, hai vợ chồng đi mua khô cá gửi cho chị Kim ở Úc. Chị mua một thùng xô là 21 kg. Thì hôm nay là vợ chồng Tuấn đi mua nè, sáng đi mua là chưa đi gửi. Chiều tối nay là thùng khô nó bay luôn. Đó. Rồi giờ mình cùng theo chân vợ chồng Tuấn đi vào mua khô cho chị Kim nha, gửi qua Úc nha. Sáng nay đi mua, trưa nay đi gửi, chiều tối nay là thùng khô nó bay qua Úc. Thì khô bên Tuấn thì khoảng 3 đến 5 ngày là tới. Quý cô chú anh chị mình nó có nhu cầu mua khô cứ liên hệ trực tiếp với Lê Tuấn qua số điện thoại trên góc màn hình ha. Lê Tuấn Auto qua số điện thoại trên góc màn hình ha. Bên Tuấn sẽ mua khô và gửi trực tiếp tận nhà cho quý cô chú anh chị mình ở Mỹ, Úc, Canada luôn nha. Ở Mỹ, Úc, Canada là bên Tuấn gửi chỉ có 3 đến 5 ngày là hàng tới nha. Nên mình yên tâm. Rồi bây giờ cùng theo chân Tuấn vào chợ cũng như xem người ta phơi khô nè. Rồi mình vào chợ mình mua khô gửi cho chị Kim ở Úc và anh Nam là Việt Kiều Mỹ đang du lịch ở Việt Nam. Đó. Nói chung là chị Kim mới gọi Tuấn cách đây có ngày hôm qua hôm kia rồi đó. Là chị Kim gửi tiền về cho bên Tuấn là gửi đủ luôn là bên Tuấn đi mua thôi đó. Khô cá lóc. Trên này người ta còn hơi nhiễm nè. Để lên quay cho mọi người xem nha. Khô cá lóc này nó nhỏ. Tí nữa có đi qua chợ Bình Điền mua khô nữa. Ở chợ Hồ Thị Kỷ mua khô của Tư C. Tuấn đặt bên đó rồi. Nhiều cái phải đặt trước. Cái đó thì Tuấn đặt trước cho chị rồi. Lát hồi Tuấn qua là Tuấn lấy thôi. Có cái thì mình vô mình mua luôn, nhiều cái sạch hè thôi mình vô mình mua luôn là có sẵn. Bên chợ Bình Điền thì có nhiều cái có sẵn, mình mua, mình khỏi đặt trước. Còn bên Tư C là Tuấn có gọi điện thoại nói chị rồi, Tuấn đặt trước rồi xong mình qua lấy thôi. Chù, bên này quá trời nè. Quá trời khô đây. Đó, hôm nay là hai vợ chồng cùng nhau đi mua gửi cho chị Kim ở Úc. Chị Kim là qua tháng 12 chị Kim cũng về Việt Nam chơi. Nhưng mà chị muốn mua gửi một thùng trước, 21 kg ăn trước.
Rồi tháng 12 chỉ về là chỉ mời Tuấn cà phê. Đó, tháng 12 là về là bảo là mời Tuấn cà phê và nhờ mua thêm đồ để chỉ cầm về Úc. Tháng 12 chơi chắc cũng qua hết Tết Tây và Tết Ta luôn người ta mới về bển. Thường ở Việt Nam mình về Việt Kiều, Việt Nam mình về nước chơi thì chơi thường chơi Tết là chơi hết Tết Tây, Tết Ta rồi mới đi. Lấy cái con lá trong này con cái gì vậy ta? Ôi cái cao này nó còn ướt lắm mà. Mấy con này ướt lắm nha. Ướt lắm rồi nay nắng này phơi đã. Ôi trời nắng. Nắng quá nắng. Tuấn phơi nắng quay cho mọi người biết là Tuấn cũng giống như con khô luôn, nó đen hồi lùi luôn á. Qua video không biết cô chú anh chị có nhận ra Tuấn đen không chứ Tuấn đen hơn trước nhiều lắm á. Quá trời khô luôn. À. Rồi Tuấn đi hết một dọc luôn cho mình xem. Mấy con khô cá này khá sặc nè, nó còn ướt lắm. Quý cô chú anh chị mình có nhu cầu mua khô cá ở chợ Bình Điền hoặc chợ Hội Kỷ hay bất kỳ hàng hóa nào ở Việt Nam mà muốn gửi qua Mỹ, Úc, Canada có thể liên hệ với vợ chồng Tuấn ha, qua số hotline của Lê Tuấn Auto trên góc màn hình ha. Tuấn bên Tuấn dịch vụ giao hàng qua Mỹ, Úc, Canada rất là nhanh, chỉ có 3 đến 5 ngày thôi là hàng nó tới nơi rồi đó, và đảm bảo chất lượng cho mình luôn nha. Nói chung bên Tuấn có cách vận chuyển để đảm bảo là khi mà qua hải quan Mỹ là hải quan Mỹ nó chấp nhận và hàng mình tới nơi. Bao nhiêu chuyến hàng Tuấn đi tất cả đều qua là coi như là đúng hoặc là sớm hơn cái ngày dự định không á. Thì quý cô chú anh chị mình cứ gọi cho Tuấn hay số hotline góc màn hình ha. Thì mua khô nào thì vợ Tuấn tư vấn. Còn cái chuyển hàng thì bên dịch vụ Tuấn có. Rồi thôi mình đi vào chợ. Quay cũng quay hết rồi, đi vào chợ. Rồi, mình đi vào chợ thôi. Đi chung với Tuấn vào chợ nha. Để Tuấn đi kiếm vợ Tuấn cái. Biết vợ Tuấn đi đâu mất tiêu rồi. Ủa nó đâu ta? Rồi. Trời nắng mà nó bắt đi phơi riết rồi thành con khô luôn. Ừ. Hello em. Rồi, giờ cùng theo chân vợ chồng Tuấn vào chợ mua khô cá gửi cho chị Kim. Đó, hôm nay vợ chồng Tuấn là đi mua khô cho chị Kim ở Úc nè. Tuấn quay lại cho mình xem nha. Mọi người đang đóng gói khô cho chị đó. Quay một vòng tôm khô. Tôm khô nó có nhiều giá lắm nha. Quan trọng là chị kêu vợ Tuấn mua loại nào thì vợ Tuấn mua loại đó. Chứ Tuấn cũng không có không rành đâu. Tuấn quay thôi chứ Tuấn không có biết mua nào đâu đó. Còn cái chuyện mua là giữa hai chị em nói chuyện với nhau, muốn mua loại nào Tuấn mua loại đó. Nhưng mà chỉ đảm bảo là cái loại nó ngon ngon và gửi qua bển là chất lượng vẫn còn trên 99% là được. Đó, cái đó là cái Tuấn yêu cầu thôi. Chứ còn lựa loại lớn, loại nhỏ hay như thế nào là cái đó là giữa chị Kim với lại vợ Tuấn lựa. Đó. Ồ. Oh. 720. Đó. Đang dọn hàng lên luôn đó. Con tôm mới về hả? Ngon quá ha. Dạ. Đó, bây giờ anh xúc vào trong cái túi, bỏ vào trong cái túi rồi anh hút chân không lại. Đây. Có nhãn hiệu của chị hết á. À, về bển là có nhãn hiệu của chị hết. $970, $720. Anh này có con bự bự không anh? Cho em quay cái anh. Đây. Tuấn qua Tuấn quay cái con loại 1,5 triệu. Tùy khách thôi, ví dụ như có người ta có nhu cầu cái loại to. Đó. Đây, Tuấn quay cho mọi người xem mấy con 1 triệu. Nay con bự 1,3 triệu anh. 1,3 triệu, wow, con 1,3 triệu lớn á.
đây tôi quay cho mình xem. Đây. Wow, 1.3 triệu, đẹp chưa? Cái màu của nó rất là trung thực luôn đó. Quá sao đẹp, 1.3 triệu nha. Quý cô chú anh chị nào mà muốn khô mà loại to 1.3 triệu nè, 1.050 triệu đây, 1.050 triệu đây. Thì mình cứ nói với vợ Tuấn nha, và vợ Tuấn mua cho mình. Đó, Tuấn quay cho mình xem luôn, 1.050 triệu. To chưa? Đó, quá là đẹp luôn. 1.050 triệu nè. Thường mấy cái loại to này là anh chủ anh cất ở trong cái tủ rồi nè. Đó, mình mua ảnh mới lấy ra. Đó, cô chú anh chị nào mà ở Mỹ, Úc, Canada xem video mà mình muốn mua cái loại tôm khô to như thế này á, thì mình liên hệ với vợ chồng Tuấn ha. Liên hệ với Lê Tuấn Auto trên số điện thoại trên góc màn hình á, thì Tuấn sẽ đưa cho vợ Tuấn và vợ Tuấn sẽ hướng dẫn cho mình rồi mình mua. Đó, mình muốn mua loại nào thì mình nói, thì vợ Tuấn mua cho mình theo đúng cái yêu cầu của anh chị nha. Giờ Tuấn quay sơ một vòng nha. Lập xưởng nè. Lập xưởng này à, chú Chí ông thích lắm nè. Bữa có mua cho ông 1 ký ông ăn ở Tây Ninh nè. Cái này không gửi được á, chứ gửi được là ông cũng gửi luôn rồi. Lập xưởng là không có gửi đi được nha. Tôm khô thì gửi được, chứ lập xưởng thì không gửi đi được nha. 340 370 430 440 500 à, lát nói gì cái vụ nó mắc cười quá ha. Nhiều lắm chị à, 550 dài chuyện lắm. 640 970 à, 970 đây. 720 đó. Chị đang xúc cho mình á. Tôi qua tôi quay cái quay cái gì, cái hút chân không cho mọi người xem nha. Trên này hút chân không mà công đoạn đông người vậy, có bà đứng ở trung gian nữa hả? À. có cũng được có không sao, bỏ đi anh, không khỏi thoải mái không sao đâu anh. Em mua về. Dạ, mua về người ta ăn người ta còn biếu mà, với lại người ta coi người ta thích của anh chị thì người ta mua thôi. Em mua tôm khô của anh chị không à, tại đây nó cái chất lượng nó đồng đều quá anh. Ờ, mình không có đổi. Đâu mấy lần khách lợi cũng hỏi vậy đó phải không chị? Cũng nói mà. Hầu như em nói thật chị với khách em toàn là người Việt kiều ở nước ngoài. Chứ ở Việt Nam thì em nói thật nói buồn chứ ở Việt Nam em chưa bán được đơn nào. Chỉ toàn là đơn của nước ngoài, mà đơn nước ngoài mấy chục ký. Có 1 kg mà kêu cho ăn thử nữa mà từ đây về Đồng Tháp. Ăn thử là ăn sao? À đúng rồi, ý là kêu chuyển đi chứ không chuyển tiền. Xong cái có người ở ngoài Hà Nội rồi nữa kêu em chuyển đi. Em nói giờ một chị chuyển cọc, nói chị đàng hoàng lắm, mai chị chuyển cọc cho em, mai mất tiêu luôn chị. Im ru giống mất tâm luôn. Em nói thoải mái chị. Chị cứ để 500 ngàn xuống đi rồi chị nói chuyện. Còn bên nước ngoài em nói thật chị, nói chứ những cô chú Việt kiều á mà gửi em á, họ gửi full tiền. Họ gửi em full tiền. Và hàng em là ngay tới tận nhà họ luôn mà. Bấm chuông ngay tận nhà, mở cửa ra nhận hàng, không có cần đi đâu nhận hết. À. Chú gửi qua cho con mẹ, tại con mới đem qua bữa nào cần đi mẹ. Ờ à, không sao, kệ. Mình quen mà, khi nào chị cần chị nói em gửi qua cho gì đâu. Xe đồ quá em. Dạ. Qua xin con xe đồ. Hôm nay mẹ con chưa. Ờ, à, thương. Đi làm riết đó, cưng đã đi à. Nữa, ít có nấu đồ ăn á. Dạ. Nên là đợt vừa rồi mẹ nó đi cũng nhiều. Dạ. Hút chân không. Ừ. Tuấn mua là bên Tuấn là gửi là cái này là bỏ xuống đây đi để chị tống cho nó đủ hai cái này. Đó. Tuấn mua là Tuấn bỏ tem nhãn vô cho mình luôn chứ không có kia, mình cứ sáng giờ đóng sỉ hả chị? Đó, Tuấn mua thì bỏ tem vào luôn cho mình, nhưng mà khi mà để giao qua được Mỹ thì cái tem này mình nói hẳn với cô chú anh chị luôn nha, là cái tem này là không có đi qua Mỹ được nha. Cái túi hàng này nó phải có một cách đóng gói khác thì bên hải quan Mỹ nó mới chấp nhận nha. Thì cái cách đó là ở bên vợ chồng Tuấn sẽ lo cho phần cô chú anh chị. Chứ còn mà cầm cái túi giống vậy là hàng Mỹ nó, hải quan Mỹ nó bỏ vô trong thùng rác nó quăng luôn đó. Ừ.
nên bởi vậy bên Tuấn sẽ phải đóng gói lại thêm một lần nữa và sẽ có những cái tem dán nhãn mác nó phù hợp hơn đó. Thì anh chị mình cũng yên tâm về cái việc đó. Đây, mấy con này là nó chưa chưng lên nè, cái này là nó chưa chưng lên nè, để coi nó là cái gì. Đây, Tuấn quay cho mình xem. Này chắc nó chưa có kìa quá hả? Nó chưa có chưng lên. Oh. À, Tuấn mua hôm nay là Tuấn mua tôm khô gửi cho chị Kim. Chị Kim xem được video, chị Kim cũng like cho Tuấn một like nha. Đây là cái máy hỏi á, để nó hỏi cho cái khô, cái tôm khô á. Đó. Nhiều lắm. Nhiều lắm, ở đây người ta để nhiều lắm. Bà xã Tuấn và chị chủ quán, chủ tiệm á, chủ tiệm Hồng Hảo luôn á. Đó. À, qua Tết chỉ về đó, ở gì tháng 12 chứ. Mùa này Việt Kiều về nhiều lắm. Việt Kiều về nước chơi. Dạ, năm nay nhiều, em thấy cũng nhiều đó chị. Tháng 12 này về là có nghĩa họ ăn Tết luôn á. Chứ một phần ăn Tết, cái hai là những người ta trung đông có những cái con nó nhiều quá. À. Người ta phải về Việt Nam. Dạ. Xong rồi cách ra quay lại. Dạ, xong rồi qua Tết rồi quay lại. Cô khô mực cho chị Kim ở Úc. Đây, giờ tôi quay trước cho mình xem nha. Khô mực này nó có nhiều loại lắm. Mà chỗ này anh này bán là hầu như là khô mực Tuấn mua của chỗ anh này. Nó có nhiều loại, này có giá nè, 400 mấy gì nè. 401 370 có cái loại 207 nữa nè. Cái con cá này nè, cái con cá này là cá này lần nào Tuấn cũng quay nha, mà bữa giờ chưa có ai hỏi thêm con cá này nha. Con cá này là con cá dảnh. Con cá dảnh này nó làm được nhiều thứ lắm á. Nó mình đập nó ra xong mình nướng nó lên rồi xong mình bỏ vô cái túi mình nấu nước lèo cho hủ tiếu phở gì đó. Đó hôm bữa là nói chung là nó là con cá dảnh này nó làm vậy đó. Đó. Còn mấy cái khô mực này là nó để nấu nước lèo hủ tiếu á. Đó, này là mấy cô chú mua, mấy cô chú chỉ Tuấn á, chứ Tuấn không biết đâu. Này mua để nấu nước lèo hủ tiếu á. Nấu xong rồi hình như là mấy cô chú cũng bỏ cái xác à. Nấu lấy nước thôi chứ bỏ cái xác. Còn cái này là cái loại mực thì nó lớn hơn, mình ăn, mình nướng là mình ăn. Chấm mắm me mình ăn. Nấu xong nó chảy nước miếng rồi chứ. Ê, em quay với anh trai. Đây cho em quay cái. Đây, mua cho chị Kim là loại khô mực này đây. Mới tin luôn. Hùng mới tin luôn hả? Đây em lấy. Con này bằng bàn tay không? Nè, bàn tay của Nhung rồi. Ok. Tươi luôn ha. Rồi lấy cho chị đi em. Lấy mấy ký? 7 ký. 7 ký. Rồi. Lấy cho chị 7 ký mực khô mực. Đó. Khô mực người ta không có hút chân không miễn phí đâu nha. Khô mực là tính phí á. Cứ một túi 1 ký là 10.000. Còn riêng tôm khô là miễn phí, hút chân không. Mà cái nào miễn phí mình nói miễn phí, cái nào tính phí mình nói tính phí. Ủa anh, cái con con cá này con cá gì anh? Ủa giống con này luôn hả? Con này cũng cá dảnh mà. Ủa, sao con này nó đen hơn con này vậy? À con này con cá đen hả? À, cũng là con cá dảnh đen rồi luôn á. Còn con này là con cá dảnh trắng. À, bởi vậy nhìn nó hình nó giống màu mà nó khác cái màu nhau nè. Nó khác đó, không giống nhau lắm đâu, cái đầu nó khác nè. Con cá dảnh này là mình hôm bữa nói là chú nói làm gì quên rồi Nhung. Nấu nước hầm xương lên rồi bỏ vô cái túi giải đúng không? Rồi bỏ vô túi giải nấu lên. Còn ông anh kia ông kêu là bầm nó nát ra xong rồi bỏ vô làm nhân của gì? Nhân há cảo su cảo. Và ông anh mà mập bữa ông hay hướng dẫn nấu quả dảnh này là mất tiêu rồi. À đây ổng đây. Bên này là 1 ký hả em? Anh đi cân là ổng dư hay không? Đó, anh cân là cho dư mình đó.
Đó, vừa đó thấy không? Xong rồi cái này hút chân không nữa rồi mới gỡ đi được. Tí nữa là nó đi trưa nay là nó đi gửi, là chiều nay tối nay nó bay đi luôn rồi đó. Nó bay qua Úc với nhà chị Kim luôn rồi đó. Đi khoảng 3-5 ngày là tới à. Cỡ đó. Úc nó nhanh hơn Canada, chỉ có Canada là nó hơi lâu chút là tại vì nó quá cảnh ở Mỹ. Còn Úc thì nó không có quá cảnh ở đâu hết đó. Đi hẳn qua bên Úc rồi tới thôi. Mỹ thì tính đi còn có 3-4 ngày là tới mà. Thì nói chi Úc. Úc chuyện nhỏ. Đây, idol chuyên tư vấn về cá dảnh đây. Đó, ảnh là hôm bữa anh hướng dẫn cho Tuấn với chú Chí mua cái con cá dảnh nó ăn sao đó. Là chú Chí cũng tìm được con cá dảnh, ổng mừng. Bữa mua cũng 2kg thôi Nhung ha. 1kg 2kg gì chứ. 1kg 2kg gì, tại vì ổng mua cái con mực nhỏ nữa mà. Ủa, chưa hả? À, vẫn còn nha. Chưa đóng đủ mấy ký em? 7 ký ha. 7 ký là 7 túi. 7 ký. Ủa bịch tôm khô nãy của anh đâu rồi? Để đây cái chỗ đi cân. Qua lên tổng đi cho quay lại cho. Rồi, bỏ lên tổng luôn. 7 ký 1. Giờ Tuấn đi mua khô cá đuối với lại khô cá hiều cho chị Kim. Đây, cá đuối, khô cá hiều cho chị Kim. Khô cá đuối và khô cá hiều. Khô cá hiều ở đây, khô cá đuối thì bên kia. Cái con khô cá này nè, con khô cá này Tuấn thấy nó ngon nè. Nó còn với mua gì hỏi vợ Tuấn á. Tuấn quay thôi chứ Tuấn không có nhớ nổi đâu. Cái con, ủa anh, con này con gì em quên mất tiêu tên đó nè. Khô cá đuối, con khô đuối. Bữa Tuấn có mua con khô cá đuối nó rất là to. Nó nằm ở đây nè. Không, con này còn nhỏ, con hôm bữa của em mua nó to hơn. Nó vòng tròn hơn. Ừ, để em mua của anh luôn á. Cái con to lắm. Con khô cá đuối đó bữa Tuấn mua cho chị Điểm ở Mỹ. Nó rất là to. Mà chị khen ăn ngon. Ủa con này nó cũng khô cá đuối luôn ha anh, mà sao nó đen vậy anh? Cá ó, cá ó bây giờ nó khác nè. Tuấn quay cho mình xem nha. Đó. Cá đuối. Tuấn hay mua khô cá đuối ở chỗ này. Nó cũng có giá cụ thể rõ ràng lắm. Nhưng mà quan trọng là cái hàng nó chất lượng á. Hôm nay chỉ kêu mua khô cá đuối với lại khô cá gì nè. Đây, Tuấn quay qua cho mình xem nha. Cái này khô cá gì không? Khô cá hiều, không xương, đây. Đây khô cá hiều, không xương. Có một bữa mình cũng có lần mua khô cá này. Khô cá hiều nó có hai loại lần phải không anh? Cái loại không xương với loại gì? À cái này thường nè, thường là có xương hả? À này là có xương nè. Này là có xương. Cá hiều có xương. Còn này là cá hiều không xương. Nhìn nó cũng giống nhau ha. Đúng rồi, này nó có cái gân xương màu đỏ nè. Cái gân xương nè. Cái này cá hiều làm gì ăn Nhung? Nướng lên ăn hả? Nướng lên cho mắm me ăn. Nướng lên chấm me, chấm tương ớt. Cá mè. Đây Tuấn quay cá mè cho mình xem nha. Cá mè. Cá mè nó có gân hả? Ăn tiền cái gân gân nè. Sao ăn tiền cái gân gân đó anh? Tại vì con cá vậy nè,
con cá là nó có. À con cá nó có chỉ mới ngon. Con này cũng là cá mè hả? Cũng là cá mè nhưng mà nó không có chỉ. À nó không có chỉ. Cá là cá thường. Cá này cá thường. À em lấy giờ loại cho chị Kim là cái có cần đó đúng không? Đúng rồi, lại ngon nè, em mua cho chị Kim lại ngon. Chị Kim ăn thử nên em mua lại Kim cho chị ngon lại ngon này. Tại đây ở ngoài chợ nó thấy người bán xe đẩy rồi nó cho bán. À nó không có gần ha. Nhìn thấy rõ ha. Cái này nè, cá thiệt mà mình ăn ngoài mấy cái chuyện mà bán khô đó, người ta sẽ lấy loại này nè, ta bán. Ờ. 30.000 miếng cá hiều loại thường á ha. Còn loại của mình ngon là nào? Ở đây 300. Hơn. Đó. Tuấn mua là bên Tuấn mua là mua cho chị cái loại ngon á, để chị ăn á, để chị Kim ăn cái loại ngon á. Chị lỗ rồi. Thôi đó. Chung bớt cho. Rồi. Vô. Bà 11 với bà 10 á, đứa nào bả 29 là kêu lính nó bù tiền vô. Lỗ rồi, lỗ rồi. Bữa nay lính nó nghỉ à. Nó nghỉ. Đây. Ủa em mua cái gì? Gương mặt đã làm lỗ tiền của tôi. À, gương mặt đã làm lỗ tiền của tôi. Mua thì cũng không biết trước đâu quý chị. Mình mua nhiều lúc cái giá hôm qua báo vậy, mình báo với chị Kim vậy, xong bữa nay nó lên giá mình cũng bù lại chút, với lại bên chủ quán người ta cũng chia sẻ với phần nào nên mình yên tâm ha. Cái gì quên nữa rồi? Chị Kim thì mua cá hiệu. Còn mỗi người mua cái khác nhau à? Nhưng mà thường thì ví dụ như cá hiều thì Tuấn hay mua ở tiệm này. Còn khung tôm khô thì mua ở tiệm Hồng Hảo. Còn khung mực thì mua ở bên cái tiệm lúc nãy đấy. Nói chung là mình mua ở tiệm nào thì mình cứ cố định mua tiệm đó. Mình cũng ít khi mua lan man. Nhiều lúc nó cái chất lượng nó không đồng đều á. Gửi đi cái tiền công mà gửi đi nó còn hơn cái tiền mà mình... Cái tiền công mà gửi đi nhiều lúc nó hơn cái tiền mà mình mua nữa đó quý cô chú anh chị. Bởi vậy Tuấn gửi là thường mua tiệm nào ngon thì Tuấn mua cố định tiệm đó. Đó như cái con cá này nè, con cá này hôm bữa cũng vậy nè. Bữa cái lần Tuấn có con cá, cái con khô cá đuối này nó bự lắm. Hôm nào cô chú anh chị mua cá đuối bự thì báo với vợ Tuấn lấy con cá đuối bự cho mình xem. Dạ dạ. Đó, anh chủ anh nhiệt tình lắm. Mua nào nói anh lấy về cho mình. Nói chung là tùy từng khách thôi, ví dụ như chị này chị mua nào chỉ dặn vợ Tuấn á. Cô chú anh chị mình mua cứ dặn trực tiếp với vợ Tuấn nha. Vợ Tuấn ghi lại rồi vợ Tuấn mua cho mình theo đúng cái ý của quý cô chú anh chị á. Tuấn thì chị thật lòng Tuấn cũng chỉ biết quay à. Ai gọi Tuấn thì Tuấn cũng nói hẳn là Tuấn chỉ biết quay chứ coi khô Tuấn không gành đâu. Nhưng mà vợ Tuấn thì lại gành cái đó. Đó. Tuấn quay được cho mình xem. Ồ đây. Ôi nó to. Cái kia nó còn to hơn nữa kìa. Xong chưa? Xong rồi đi. Rồi. Cảm ơn nha. Dạ em cảm ơn anh. Giờ Tuấn với vợ Tuấn sẽ đi qua bên 4C Hồ Hỷ Kỷ qua chợ Campuchia mua khô cho chị Kim ở Úc ha. Rồi. Mua xong với vợ Bình Điền rồi đó. Giờ là chạy qua bên chợ Hồ Hỷ Kỷ mua cho chị Kim. Bên đó Tuấn đặt sẵn rồi. Tuấn báo với bên vị chị Út Ngọc bên 4C rồi là chị sẽ để sẵn cho mình. Thì giờ mình qua là mình lấy thôi. Đó. Hàng là Tuấn lấy là hàng đảm bảo là ngon nhất. Tại vì khi mà Tuấn mua là mấy chị cũng biết là Tuấn gửi là trực tiếp cho bên Mỹ, Úc, Canada. Nên bởi vậy Tuấn không phải mua để ăn. Nên là mua là để gửi đi, nên đảm bảo là gửi đi bởi là chất lượng phải còn là trên 99% thì Tuấn mới làm. Là cái nhất, cái hai là hàng của Tuấn là phải đi được là phải từ 3 đến 5 ngày. Nó ở trong máy bay từ 3 đến 5 ngày nó bay đi. Nên hàng của Tuấn là phải là chất lượng là tuyệt đối. Đó là cái mà mấy chị mà bán cho Tuấn là mấy chị biết hết điều đó. Nên khi cô chú anh chị mình muốn mua khô cá hoặc là bất cứ hàng hóa nào ở Việt Nam ha, mà muốn gửi về tận nhà ở Úc, Mỹ, Canada, liên hệ trực tiếp với Lê Tuấn Auto qua số hotline góc màn hình ha. Bên Tuấn sẽ mua, vợ chồng Tuấn sẽ mua, vợ Tuấn sẽ là người lựa, cũng như là lựa theo cái ý và cái yêu cầu của cô chú anh chị. Và sau đó bên vợ chồng Tuấn sẽ đi mua, Tuấn là quay video lại giúp cho vợ Tuấn thôi. Tuấn quay video lại và Tuấn gửi cho quý cô chú anh chị đó, để mình xem là cái quá trình mua như thế nào. Và khi mà cô chú anh chị mình xem được video, mình cũng có thể liên hệ, mình cũng có thể là like, comment ở trên video để cho Tuấn có được cái lượng tương tác ha, ở trên video ha. Tuấn rất là cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Và khi cô chú anh chị có nhu cầu mua bất cứ hàng hóa gì hoặc là khô cá
ở Việt Nam gửi qua tận nhà ở Mỹ, có thể liên hệ với Lê Tuấn Auto qua số hotline có màn hình ha, để bên Tuấn mua và gửi về tận nhà cho mình nha. Ở Mỹ, Úc, Canada là Tuấn đi trong vòng từ 3 đến 5 ngày nha anh chị nha. Rồi, Tuấn cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị những video tiếp theo trên YouTube Lê Tuấn Auto. Xin chào và hẹn gặp lại. À, của chị Kim em làm cho chị là hôm qua là mua 21 kg, là vợ em có nói chị là có 1 kg trừ hao đó, thì giờ nó ra tính 23 kg, 23 kg năm hai là tính là 24 kg luôn á, là lỗ hết 2 kg. Chị biết tại sao không? Chưa dán băng keo luôn á, là còn dán băng keo còn giấy tờ nữa đó. Thì chị biết tại sao không? Tại vì khi mà mình mua á thì nói chung là mua thì người ta thấy quen á, thì mỗi người người ta khi mà ta cân ký á, người ta cân ví dụ như một bịch 1 kg đi, bịch tôm khô rồi đi, 1 kg mà người ta cân lên cho chị là 1 kg lẻ, 1 kg gần 1 kg mốt, rồi giống như cái khu mực cũng vậy. Giống như nãy em quay cho chị coi cái video, chị coi lại video trước không, em mua ví dụ 1 kg người ta cân là 1 kg gần 1 kg mốt, thì cứ như vậy á, mỗi người cho một ít cho một ít á, thì giống như khô cá bên 4C cũng vậy, 1 kg nó cũng thành 1 kg hơn. Nói chung là không có bịch nào mà Tuấn mua mà người ta dám cân mà hiếu dưới 1 kg hết á, hầu như người ta mua là trên 1 kg. Nó lý do tại sao mà nó hành ra nó dư ra bây giờ, hay mua hùng hàng 21 kg mà nó sau khi đóng thùng xong chưa kịp dán băng keo là đến 24 kg rồi nè. Đó, thì đây là cái video là gọi là Lê Tuấn Auto là khóc gồng mà, đúng không? Nhưng mà không sao, cái mà Tuấn lấy lại được đó là cái tình cảm của chị, cũng giống như là cái tình cảm mà của tất cả những cái cô chú bán hàng cho bên ở chợ Bình Điền, ở 4C, ở chợ An Đông á, dành cho Tuấn thì Tuấn rất là vui. Thì cái đó là Tuấn nói chung là cái niềm vui nó chấp nhận được nha anh chị nha. Đó, thì mình mua khô thì mình cũng xem video này mình cũng sẽ thấy được gần một điều, đó là khi mà mình mua bất cứ một cái hàng á, ví dụ mình mua 21 kg thì mình nên trừ hao nó đâu khoảng 22 kg, giống như cái thùng hàng này là 21 kg mình mua thành 23 kg, đóng thùng xong là thành 24 kg luôn nè. Đó, thì Tuấn cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình xem video ha. Và đây là một cái gọi là một cái tình cảm của cô chú anh chị mình, cũng giống như những cô chú tiểu thương á mà bán ở chợ dành cho vợ chồng Tuấn, thì Tuấn rất là cảm ơn nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình trong những video tiếp theo trên YouTube Lê Tuấn Auto. Xin chào và hẹn gặp lại.